Hello, welcome to Zalo. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ok, chúng ta cùng khởi đầu với game Icream 3. Cùng các bạn cùng với game 24 giờ khám phá nào. Ok, bắt đầu nhé. Thì thử game rất mới. Biết là mới được update hôm qua. Rất nhiều nội tại. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Mà chúng ta sẽ không đi vào lối thông thường nữa, mà chúng ta sẽ đi vào cửa chính, không phải treo tường nữa. Ok, chúng ta sẽ tìm chiếc chìa khóa nhà nào. Đây rồi. Ok, ok, đây phần này chúng ta sẽ bị tên bằng kem này cho ăn một cái kem và bị khóa tên bằng. Ok, bắt đầu nào. Rồi mình phải đi triệu tập tất cả mọi người. Thì giải cứu cô bạn lúc trước, cô bạn phần 2 mà vẫn chưa giải thoát đó. Đây cô bạn này. Alo, chúng ta đánh mặc sát của chúng ta. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến Metro Station. Một ga xe nữa. Chúng ta sẽ xuống đây để lấy hai cái ba món đồ, một chiếc xe và hai cái và một đôi giày, một cái mũ nữa. Thế. Ok, cửa đây rồi, mở ra nha. Đây trong hòm sẽ có một chiếc giày. Ta sẽ bỏ chiếc giày lên xe nhé. Ok, mình sẽ đi lấy món tiếp theo, đó chính là một chiếc mũ. Chúng ta tìm chiếc mũ nào, đây rồi. Mỗi lần chỉ được mang một món đồ này, liệp khá là lâu, mà không thì rất là nhanh rồi. Ok, bọn chiếc xe nào. Tiếp theo mình sẽ đi lấy chiếc xe trượt. Đây rồi, chiếc xe góc đường đây. Mình sẽ cất chiếc xe này vào trong thùng. Chúng ta sẽ bắt đầu sang vùng khác. Ok, mình sẽ đến luôn chỗ shopping center này. Trên nào. Ở đây chúng ta sẽ phải lấy một chiếc xẻng và một chiếc xe mô tô. Chiếc một xe mô tô này để chúng ta có thể là đây, chiếc xe này thì chúng ta có thể là làm vụ để có thể lấy được phần thưởng nó một chiếc chìa khóa màu đỏ. Đây rồi, chỗ chúng ta cần làm vụ đây. Mình sẽ đặt chiếc xe ở đây nhá. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ bấm nút nào. Bấm sân. Hey, qué pedo contigo, hombrecito. Why are you making so much noise? I don't know what that weird man and you are playing. You know I see you on the cameras, ¿verdad? You want me to call the police? Ok, yeah. No manches, güey. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired.
khởi động. Don't judge me, I need some entertainment. When you are ready, come here and speak with me again. Thật ok, mi, ô nhớ. Ok, bắt đầu nào, ra đi. Listos. Ok, vừa kịp. Tuyệt vời. Ok, cẩn thận sẽ làm gì? Một chiếc chìa khóa đâu? Mình có ngựa. Ok, cất đi nào. Ok, tiếp theo mình sẽ đi lấy chúng ta sẽ đi lấy chiếc xẻng nhé. Chiếc xẻng ở chú bán câu cá này, bán cân câu. Đây rồi. Các bạn chỉ kéo hướng cửa này để lên nhé. Ok, để chiếc xẻng nào. Quay số vào. Sẽ đến ok, chúng ta đến ký cốt để chúng ta sẽ lấy được một chiếc chìa khóa màu vàng nữa, một chiếc chìa khóa con ngựa màu vàng. Để mình chạm đây không? Một chiếc mũ chúng ta đang đổ cho tên cói cá xiếc này. Chìa khóa nào các bạn ơi, key code key. Tiếp theo mình sẽ quay sang đây, chúng ta sẽ phải đi gọi một cậu bạn ở trên đây tầng 3 này nữa. Ok, đây chìa khóa đó, you know, đi thôi. Sẽ đi gọi cậu bạn ở trên tầng 3. Thằng trốn để mình kem này. Được chưa nào? Đây. Jay, is that you? Jim, oh, she. What happened? How did Rod capture Liz? Okay, chúng ta chọn số 2 nào. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Okay. Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four.
Well, yes. What can I do for you? Okay, for you. Yeah, okay. Let's go. Let's talk about detail chúng ta nè. Okay, sẽ đi đường này nhé. Các bạn đi hơi chậm một chút nhưng mà chúng ta phải đợi rồi. Oh, một tên bắn kẹp. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang vùng là parking. Oh, các bạn đâu quay ở đây rồi. Mới nhắc đến xong. Di chuyển rất là chậm. Bạn vào trong đây nào. Rồi, tiếp theo mình chuyển đến vùng khám bệnh. Rồi, mình sẽ lên chiếc xe nhé. Ta bắt đầu công việc. Mình sẽ đi tìm. Ta sẽ đi tìm chiếc chìa khóa nào. Chiếc chìa khóa để mở được cái hộp. Okay. Chụp cái lỗ rồi chúng ta chưa thấy, chưa tìm được chìa khóa. Ok, tiếp theo mình phải sang chỗ khác rồi. Chúng ta đi xuống thẳng xuống dưới đây xem nào. Vẫn chưa thấy chiếc chìa khóa đâu. Ok, mình sẽ đi gọi các bạn cô gái dạy ở trước vậy. It's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Well. We have to do something. Okay, chúng ta chọn đường cuối cùng. Okay, I'll follow you. Các bạn chúng ta sẽ đi theo chúng ta. Trước tiên mình phải đi tìm mấy cái chìa khóa đã. Vẫn chưa thấy chiếc chìa khóa đâu. What the...
chuyển khoản rồi. Mình chuyển khoản được dấu yêu rồi. Chúng ta tìm khá nhiều chỗ mà chưa thấy chuyển khoản rồi. Đi tìm chìa khóa. Chưa thấy chìa khóa đâu các bạn ơi. Ok, các bạn lên xe rồi. Tiếp theo mình sẽ đi lấy gói thuốc nổ. Ồ, không phải bên đây, bên kia chứ. Các bạn mà xuống cầu thang mà khó thì các bạn có thể là ngồi xuống. Ok, chúng ta đến chỗ bãi xe tiếp nào. Chỗ nhà ga. Ok. Đây chúng ta sẽ đến chỗ chìa khóa. Congratulations. Mình sẽ gắn gói thuốc nổ này vào trong cái đoạn bên tay phải này, ngay đây đây, chỗ đoạn đường bị chắn này. Ok, vụ nổ đang vỡ hết rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi xem. Đây, số 340. Các bạn sẽ ấn số 3 và số 4, số 0 rồi. Đéo cần gạt là được. Để cho đường này nó sang hướng khác. Chìa khóa hay con ngựa cuối cùng. Ok, một đây đây các bạn chọn một chiếc xe này. Ok, chúng ta đủ 4 chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này vào vị trí thôi, đặt vào trong chiếc hộp này. Đã để cửa nào. Một nhà trên 2 chiếc cây. Tuyệt vời. Ok, còn 2 cái nữa.
Ok, chìa khóa màu vàng. Sau đó mình sẽ lấy cái nốt chìa khóa còn lại. Ok, nhiệm vụ chúng ta đã gần xong rồi. Một cái nữa thôi. Ok, chúng ta lấy đốt chìa khóa cuối cùng. Đi chỗ nào? Ok rồi. Rồi mình sẽ mở cái hộp và lấy được chút chìa khóa để có thể mở cửa cho người đang bị nhốt. Ok. Rồi, chúng ta xuống dưới. Ra ngoài nào, vậy là nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ video này chúng ta đã hoàn thành. Trong đây còn mấy người bạn của chúng ta nữa. Mình tìm tất cả thì nó sẽ bị bắt hết. Ok. Trở về đây. Chúng ta sẽ chơi ở Tây Nam Arsenal. Ok, chúng ta đến Tây Nam này. Phần này là phần kết câu chuyện này. Có anh trai đang khóc một mình. Đây, có anh đã câu con búp bê của cô gái cô em. Và dụ cô em chơi cho thì đuổi bắt. Ok, mình sẽ bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ mở cửa nào. Rồi, chúng ta phải đi tìm có anh trai. Có đi đi nhá, lúc đầu rõ chưa có gì nào. Chúng ta phải chạy vào đây đi tìm có anh trai trước. Ok, có anh trai vừa chạy ra ngoài rồi. Đấy, quả thấy chưa? Rất nhiều con thú. Chúng ta sẽ phải nhau lên trên đây. Nhau lên trên nào. Đây, có anh em mở cửa và chạy ra. Rồi, tiếp theo chúng ta nhận đây nào. Con trai ở góc kia sẽ không mở được cửa này đâu. No.
Bác sẽ nhảy sang kia bên trên kia nhá. Ok, tiếp theo là nhảy đây đó. Sau đó này. Oh, tưởng chân chân dưới rồi chứ. Ok, đây là đoạn cảnh rất là buồn trong game này, cảnh mà có con trai đã lỡ tay xô cô con gái xuống dưới. Ok, chúng ta nhặt được con búp bê. Cảnh này có con trai chẳng may đã xô cô con gái xuống dưới từ trên lầu xuống. Đây, con trai rất bực tức khi mà cô con gái đã lấy được con búp bê. Đồ. Thật không thể tin được. Nổ, cảnh tượng rất là buồn. Con trai đẩy cô em gái xuống từ trên lầu xuống. Ok, mình sẽ bỏ qua đoạn này đi nhá. Đây là cảnh ông bố đã bắt đầu trôn xác cô con gái trong sự đau khổ. Ok, tiếp theo chuyển sang game Super Battle. Get ready to brawl. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu luôn. Ok, đầu tiên mình sẽ chọn luôn chờ. Gặp ai đấy? Gặp ai? Một nhà sư. Cậu bé đội trọng. Chuyển sang game Robbery Post Chapter 8. Một tựa lưu game cũng rất hay. Một game mà chúng ta sẽ vào vai một tên trộm. Trộm khắp nơi. Ok, chỗ đầu tiên chúng ta phải đi. Mình sẽ tạo tiếng động để cho tên bảo vệ này ra. Ok, tiếp theo để tên bảo vệ nó vào này. Ok, chỗ này phải hai tên bảo vệ. Ta đợi mấy tên bảo vệ này di chuyển nào. Ok, dừng ở đây đợi. Tiếng chuông sẽ báo động thế nào đây? Tìm ở đây đã nghe thấy rồi, là di chuyển vào trong rồi. Mình sẽ báo động để thấy thầy sang.
theo là kênh cướp ở đây nha. Ok, bắt đầu nào. Hai tên vào cùng lúc hỏng rồi, có thể chúng ta sẽ bị tóm sau. Ok, nhân vật 1 nè. Chúng ta cắt lấy chìa khóa nè. Đây là một game giải lộ khá là khó và rất là hay. Ok, mình phải bỏ các cái chìa khóa nha. Chúng ta có thể là mở cái khóa linh tinh rồi. Ok, chúng ta đã có 2 chiếc chìa khóa rồi. Chúng ta sẽ mở, phải bắt buộc phải mở chỗ này. Trong đây có một cái nữa. Chúng ta phải đi cách nào đây? Ok, mình sẽ mở cái này. Dư một chiếc chìa khóa. Đây là cái chìa khóa thứ hai nào. Ok, chúng ta chạy ra ngoài nha. Mình sẽ không mở cửa đâu, đi vòng một chút mà sẽ trộm được. Ok, bây giờ chúng ta dư 3 chiếc chìa khóa rồi. Chúng ta thoát rồi, tuyệt vời. Rồi, tiếp theo mình chuyển sang game Manter. Một tựa game cũng rất là hay. Ok, chúng ta sẽ bật Hooper. Okay.
dày, chạy tăng tốc. Về đích đầu tiên. À, chúng ta về đích với vị trí đầu tiên. Ok. Tiếp theo chuyển sang game 3 đấu rằng nha. Cuối cùng này nữa.
Bắt kia rồi bạn ơi. Chế tạo đồ uống nào. Chúng ta là cần được gì đây? Ok rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Euclid 1. Một tựa đề game đua xe địa hình rất hay. Ok, bỏ dương quả, à, dương nào, rồi được gì nào, 400 vàng, 40 kim vàng. Ok, chúng ta đã xây được thêm chỗ một vườn rau. Ok, bắt đầu nào. Chúng ta đang ở trong một lông trường, trang trại. Dính mặt của nhà, các bạn thông cảm vậy. Ồ, một dương, một két sắt tên trộm người đã để lại. Thế nào? Ok. Hai vàng tuyệt vời, khá là đẹp. Lại đi hai nữa, nhưng có ý em lấy hai kinh nghiệm mình. Đây nào. Ok, hết đi hai vàng rồi. Chậm nhất đây là mình sẽ cần ít hai vàng hơn. Ô, vừa nhập thì xong, tuyệt vời. Chỗ này được 100, ít 2 là 200, 150. Không đủ 2. Ok, chúng ta vào trong chỗ nào đây? Đỉnh nào. Xuống nào. Tuyệt vời, những pha chúng ta nhảy rất là tốt. Đây một trong những map rất là khó nhảy. Ok, lên trên ạ. Nổ. Đã bị một chiếc xe con tông.
sẽ chuyển sang game mới cốt, game mà bắt buôn. Bắt buôn thôi. Game mà chúng ta sẽ phải đánh vào những quả bóng chày, bóng phách. Không phải. No, chúng ta bị dội ngược lại rồi. Bài nó 1.600.000m mà vẫn bị dội lại. Pha nó như vậy rồi. Xem bay xa bay đâu. Đừng vào thành phố nhá. Oh my god. Tuyệt vời. Nhưng chúng ta vẫn bị hất đi lại. Ok, video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người như vậy sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching.